Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và diễn biến cũng như tác động của cơn bão số 3. Bão số 3 hiện đã quét qua địa phận thủ đô Hà Nội và đang hướng sang tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ và cường độ đã giảm còn cấp 9 giật cấp 11 nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Tại Sở Chỉ huy Tiền phương ứng phó bão số 3 tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 để chỉ đạo công tác ứng phó. Đây là cuộc họp thứ tư trong ngày hôm nay tại Sở Chỉ huy Tiền phương. Cũng do mất điện và mất Internet nên chúng tôi đang kết nối điện thoại với phóng viên Quốc Sáng để cập nhật thông tin chi tiết. Vâng, xin chào anh Hữu Bằng và quý vị khán giả. Theo thông tin trong cuộc họp lần thứ tư của Sở Chỉ huy Tiền phương tại thành phố Hải Phòng thì báo cáo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thì hiện tại thì cơn bão số 3 đã bắt đầu suy yếu và gió ở Hà Nội cũng như là các vùng lân cận đều đã giảm xuống cấp 4, cấp 5 và thi thoảng thì mới có một cơn gió giật và cái xu hướng là gió mạnh sẽ còn tiếp tục giảm dần. Tuy nhiên thì mưa sẽ còn kéo dài từ nay cho đến hết ngày mai. Và các địa phương Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thì cũng đã yêu cầu cái nhiệm vụ cấp bách lúc này cho các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển như là Hải Phòng, Quảng Ninh, đó là phải tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho các tàu bè vẫn còn đang bị mắc kẹt hoặc là bị mất tích trên biển, với hàng chục người vẫn còn đang bị mất tích hoặc là đang bị trôi giạt ở trên biển. Giao cho các cái chủ tịch các cái tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định phải chủ trì phối hợp với các lực lượng như là quân chủng hải quân, cảnh sát biển, cứu hộ cứu nạn của các địa phương, và trong sáng mai phải cập nhật tình hình, tiến hành lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân trở về nơi sinh sống làm việc. Nếu mà người dân mất nhà cửa hay là ảnh hưởng sản xuất thì cần phải hỗ trợ của địa phương, cần thiết thì phải báo cáo để hỗ trợ của trung ương. Nhiệm vụ tiếp theo đó là về cơ sở hạ tầng giao thông liên lạc thì Tập đoàn Điện lực EVN và Bộ Công Thương cần có chỉ đạo đánh giá thiệt hại và khắc phục thiệt hại về mạng lưới điện, đặc biệt là khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn đang bị mất điện diện rộng. Về thông tin liên lạc thì yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông cũng như Tập đoàn Viễn thông Viettel cần phải nhanh chóng khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc. Về hoạt động sản xuất thì các địa phương cần đánh giá các khu vực sản xuất, các khu công nghiệp bị ảnh hưởng về lưới điện điều phối và có yêu cầu cung cấp điện để không ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh. Về sản xuất nông nghiệp thì Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu là các địa phương cần phải có các cái phương án tiêu úng thoát nước, cố gắng là cứu các diện tích lúa và hoa màu cho người dân. Các công việc trong hôm nay và ngày mai thì vẫn không được chủ quan, yêu cầu là Tổng cục Khí tượng Thủy văn vẫn phải tiếp tục thông báo duy trì thường xuyên về diễn biến mưa lũ và các cấp độ lũ trên sông suối và đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Cần kiểm tra hồ đập thủy lợi thủy điện và tiến hành điều tiết xả lũ nếu cần, tránh việc lũ chồng lũ. Và công tác khắc phục sau mưa bão thì cần phải thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục thiệt hại ạ. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi. Lực lượng vùng 1 quân chủng Hải quân đang tổ chức cứu nạn khẩn cấp cho 4 người bị thương nặng đang tránh trú tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh. Đây là 4 thuyền viên của xà lan mang số hiệu HI-0496 gặp nạn và chìm vào chiều ngày hôm nay. 4 thuyền viên đã bơi được vào khu vực tránh trú nhưng đều bị thương, mất nhiều máu. Nếu không được cứu hộ trước sáng mai thì khó qua khỏi. Hiện thì một tàu và một xuồng của Hải quân đã được điều động đến khu vực này. Khoảng 21 giờ 30 phút thì tàu cứu hộ cách khu vực 4 thuyền viên đang tránh trú khoảng độ 3 hải lý. Tuy nhiên là hiện thì sóng to gió lớn, mất sóng điện thoại hoàn toàn nên lực lượng cứu hộ đang chưa thể liên lạc trở lại với 4 thuyền viên gặp nạn. Đến thời điểm này tại Hà Nội thì mưa gió đã tạm thời giảm xuống, tuy nhiên là trên nhiều tuyến phố nước đang ngập khá sâu và tình trạng cây đổ đang khiến các phương tiện lưu thông trên đường gặp nhiều khó khăn. Hiện theo phóng viên Quý Thông đang có mặt tại khu vực quận Ba Đình sẽ thông tin chi tiết tới quý vị về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Xin được mời anh Quý Thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại đường Nguyễn Chí Thanh. Như có thể quan sát thì do mưa lớn thì hiện nay một phần của đường Nguyễn Chí Thanh thì đã bị ngập và bên kia thì cây đổ, cho nên là các phương tiện hiện nay đang tham gia vào một phần đường như thế này. Và hiện nay thì các lực lượng chức năng của phường Ngọc Khánh đã phải có mặt để phân làn giao thông như thế này. Hiện nay thì thời tiết là mưa đã giảm và gió cũng không còn mạnh như lúc trước. Tuy nhiên thì như quý vị các bạn có thể thấy thì
các cây gãy đổ vẫn còn đang chưa được xử lý. Các cơ quan chức năng cho biết hiện nay thì đang rất là thiếu các cái trang thiết bị để có thể xử lý nhanh và gọn, và dự kiến nếu như trong những tiếng tới, những giờ tới không có thời tiết xấu tiếp tục xảy ra thì phải đến sáng mới có thể xử lý được và giao thông mới có thể trở lại được bình thường. Và những thông tin tiếp tục về khắc phục giao thông tại các khu vực nội thành Hà Nội chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến trong các bản tin tiếp theo. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh Quý Thông. Tại tỉnh Nam Định thì hiện gió bão vẫn còn khá mạnh, hàng trăm nghìn hộ dân đang bị mất điện. Do mất điện và internet nên phóng viên chúng tôi không thể gửi hình ảnh về. Vì thế mà phóng viên Mạnh Tú đang có mặt tại huyện Giao Thủy, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Nam Định, sẽ thông tin chi tiết tới quý vị qua điện thoại. Xin mời anh Mạnh Tú ạ. Xin chào trường quay ạ. Tính đến nay thì đã khoảng 10 tiếng khu vực xung quanh ven biển đang bị cắt điện để đảm bảo an toàn ạ. Như khu vực tôi đang ở là huyện Giao Thủy thì gần như các khu dân cư đang chìm trong bóng tối. Điều đáng mừng là sức gió và mưa hiện đã giảm bớt so với buổi chiều. Người dân cũng tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng là không ra khỏi khu vực tránh trú. Tính đến nay hàng nghìn hộ dân ven biển và khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. Tỉnh Nam Định cũng chưa ghi nhận thiệt hại nào về người cho đến thời điểm này. Tuy nhiên đã có khoảng 230 hectare hoa màu bị thiệt hại, một đường dây điện 110 kV bị hư hỏng, khiến 265.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh mất điện. Trước mắt sau khi thời tiết thuận lợi hơn, các chính quyền địa phương sẽ ưu tiên xử lý các cây xanh ngã đổ, giải tỏa mặt đường cũng như để đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh cũng sẽ tiến hành rà soát các hộ dân bị thiệt hại về tài sản, diện tích nuôi trồng trên địa bàn để từ đó xây dựng phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa bão. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn anh Mạnh Tú. Do ảnh hưởng của bão số 3 thì thời điểm này tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang mưa to và gió khá mạnh. Phóng viên Đặng Thường đang có mặt tại đây sẽ thông tin chi tiết. Xin chào trường quay, tôi đang có mặt tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Ngay lúc này đây thì lượng mưa đã rất lớn, gió đã thổi mạnh khiến cho nhiều cây xanh bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lực lượng chức năng của tỉnh đã huy động nhân lực, vật lực để khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Tuy nhiên thì nhiều tuyến đường thì cây xanh vẫn che hết lối đi như này gây cản trở giao thông. Và theo khuyến cáo của lực lượng chức năng tỉnh thì người dân tuyệt đối không nên tham gia giao thông thời điểm này để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Chủ động ứng phó với cơn bão số 3 khi bão đổ bộ vào Hà Nội thì một trong những vấn đề được thành phố rất quan tâm là việc di rời người dân khỏi các khu tập thể đã xuống cấp. Ngay trong tối nay thì phóng viên thời sự đã có mặt tại một nơi ở tạm của các hộ dân được hỗ trợ di rời để tránh trú bão ở quận Tây Hồ. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đã có mặt ở phố Thụy Khuê. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào lúc này thì trời mưa to và gió khá mạnh. Dọc theo con phố Thụy Khuê có rất nhiều cây cối bị ngã đổ và phía sau lưng tôi đây, tức là khu tập thể 16A là một trong những công trình cao tầng được xác định là nguy hiểm cấp D trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là nơi mà ngay trong chiều ngày hôm nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê đã có mặt để tiến hành vận động di rời 14 hộ dân đến nơi ở an toàn. Trong số này thì là có 8 hộ dân đã được di rời đến Trung tâm Phát triển Phụ nữ ở cách đó không xa, số 20 Thụy Khuê. Còn 6 hộ còn lại đã được di rời đến nhà người thân quen ở trên địa bàn phường. Vào lúc này chúng tôi đang có mặt ở tầng 5 của tòa nhà Trung tâm Phát triển Phụ nữ số 20 Thụy Khuê Hà Nội. Đây là nơi có 8 hộ dân đã được Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ di rời đến nơi ở tạm để phòng tránh những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong số những người dân này. Xin chào bác ạ, bác tên là gì ạ? Bác là Thủy, ở 16A Thụy Khuê. Bác có thể cho biết là khi được hỗ trợ di rời đến nơi ở tạm như thế này để phòng tránh cơn bão số 3 thì bác cảm thấy như thế nào? Bác cảm thấy là rất an tâm và cảm thấy là trên ủy ban rất là quan tâm. Trước khi di rời đến đây thì là người dân như bác ở khu tập thể 16A Thụy Khuê thì đã được hỗ trợ trong cái việc mà là bảo quản tài sản di rời đồ đạc như thế nào? Tài sản di rời này là Ủy ban nhân dân phường và cùng các ban bảo vệ đã hứa là cứ khóa cửa đi, các bên ủy ban sẽ lo cho, không có vấn đề gì. Vâng, nên là các bác cứ an tâm ra đi, chúng tôi sẽ lo chỗ ăn chỗ nghỉ của các bác. Cùng với công tác di rời dân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân di rời đến nơi ở tạm. Cũng liên quan tới công tác di dời dân đến nơi ở an toàn,
để phòng tránh bão. Thì Ủy ban dân quận Hoàng Mai phối hợp với phường Tân Mai cũng đã tiến hành di rời gần 50 hộ dân với 160 nhân khẩu ở khu nhà A7, tức là khu nhà cao tầng được xác định là ở cấp độ nguy hiểm cấp C trên địa bàn phường Tân Mai đến nơi ở an toàn là trường tiểu học Tân Mai. Xin trở lại trường quay. Cũng tại Hà Nội thì toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và xe buýt nội đô đã tạm dừng để đảm bảo an toàn. Các bến xe của công ty bến xe Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ miễn phí đồ ăn, nước uống và chỗ nghỉ tạm cho những hành khách bị nhỡ xe. Đến chiều tối thì vẫn có hành khách tới các bến và đều được hỗ trợ miễn phí thực phẩm, nước uống, chỗ nghỉ tạm để tránh bão. Đồ ăn hỗ trợ hành khách chủ yếu là mì tôm, bánh mì, bánh ngọt và nước lọc. Với những hành khách đi nội đô bị nhỡ chuyến cũng được hỗ trợ nước uống và bố trí phương tiện để về nhà an toàn. Các quận huyện của thành phố Hà Nội đã di rời các hộ dân sinh sống tại những khu vực không an toàn đến nơi an toàn. Trong đó thì huyện Thanh Trì di rời 25 hộ dân, quận Ba Đình di rời 3 hộ, thị xã Sơn Tây di rời 33 hộ dân và quận Tây Hồ di rời 19 hộ gia đình. Quận Đống Đa di rời 69 người dân, quận Bắc Từ Liêm di rời 30 người, quận Hoàn Kiếm di rời 86 người. Sau nửa ngày càn quét trên đất liền miền Bắc từ ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và qua thủ đô Hà Nội trong cả tối nay, hiện thì bão số 3 đang giảm cấp dần. Ngay sau đây thì anh Thanh Tùng sẽ cập nhật diễn biến mới nhất của cơn bão này. Xin mời anh. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 thì đang đi chậm lại rồi. Gần 3 tiếng qua, tâm bão vẫn còn nằm ở trên địa phận của thủ đô Hà Nội. Khoảng lặng gió duy trì lâu, thế nên là rất nhiều người lầm tưởng là bão đã đi qua rồi. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Dù bão đã giảm cường độ xuống còn là cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, nhưng mà gió mạnh sau bão thì vẫn còn. Và cùng với đó là những dải mây đối lưu có gió mạnh và chút mưa xối xả xuống. Lượng mưa đo được tại Hà Nội và Hòa Bình đã lên tới mức là 73 đến 114 mm chỉ trong vòng có 2 giờ đồng hồ và đã gây ngập lụt ở nhiều nơi. Dự báo là bão số 3 đêm nay sẽ tiếp tục đi sâu về phía Tây với tốc độ khoảng 15 cho đến 20 km một giờ và đến 7 giờ sáng mai thì bão số 3 mới suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Tây Bắc Bộ. Trong quá trình di chuyển thì hoàn lưu bão còn gây gió mạnh trong đêm nay ở nhiều tỉnh thành của Đông Bắc Bộ với cường độ là cấp 6 đến cấp 8. Giật cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Bên khu vực Sơn La và Hòa Bình thì cũng đề phòng gió mạnh cấp 6, cấp 7. Mưa lớn cũng tiếp diễn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong đêm nay và sáng mai. Lượng mưa phổ biến là 80 đến 200mm, có nơi là trên 400mm. Chiều mai thì khu vực đồng bằng mưa sẽ giảm dần, còn ở vùng núi thì vẫn còn mưa to. Với phía Tây Bắc Bộ thì tối nay cho đến sáng thứ hai sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa là từ 100 đến 350mm. Vẫn sẽ có những điểm mà lượng mưa là trên 500mm. Nguy cơ lũ dâng cao trên các sông gây ngập những vùng trũng thấp ven sông, các đô thị. Rồi là hiện tượng lũ quét và sạt lở đất vẫn còn nguy cơ cao xảy ra ở các khu vực vùng núi. Mưa ngập thì quý vị nên ngắt nguồn điện nếu như trong nhà bị ngập nước hoặc là mưa làm ướt sàn nhà. Và đồng thời chúng ta hãy cắt những cái nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ở ngoài trời như là các biển hiệu hay là các bảng quảng cáo. Những nơi mà bão đi qua thì quý vị cần chú ý kiểm tra lại nhà và các thiết bị điện trước khi sử dụng lại để tránh nguy cơ chập cháy, giật điện rất là nguy hiểm. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 3 trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin trở lại trường quay thời sự. Sau khi ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô Hà Nội với mưa to và gió giật mạnh thì liệu trong những giờ tới bão số 3 sẽ có hướng di chuyển vào các tỉnh nào? Phóng viên Mai Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới quý vị và các bạn. Xin được mời chị Mai Ngọc. Xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Bão số 3 lúc này thì đã đi qua khu vực Hà Nội. Vậy hiện tại thì bão đang ở đâu và cường độ của bão như thế nào? Thưa ông Mai Văn Khiêm. Hiện tại thì bão số 3 đang nằm trên khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Và cường độ thì đã giảm đi nhiều so với vài tiếng trước đây, ở mức độ cường độ là cấp 8. Vâng. Vậy thì xu hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 là như thế nào ạ? Và có điều gì cần lưu ý đến người dân hay không ạ? Trong những giờ tới thì bão số 3 sẽ có xu hướng di chuyển theo hướng Tây, chủ yếu hướng Tây, với lại tốc độ di chuyển khoảng 15-20 km/h. Và do tác động tương tác với lại mặt đệm địa hình nên sẽ suy yếu nhanh về cường độ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì những cái mối nguy hiểm phía trước vẫn còn rất đáng chú ý, đặc biệt là theo dự báo cùng với cái hoàn lưu
sau đó của bão số 3 có thể gây ra thêm cái đợt mưa mở rộng lên khu vực vùng núi phía Tây. Điều này có thể dẫn đến cái nguy cơ quét và sạt đất trong những ngày tới, và chúng ta cần phải hết sức lưu ý và có những cái cảnh báo để bà con được phòng tránh kịp thời. Vâng, xin được cảm ơn ông Mai Văn Khiêm. Xin được trở lại với trường quay ạ. Vâng, cảm ơn chị Mai Ngọc. Thưa quý vị, mặc dù bão số 3 đã suy yếu nhưng quý vị tuyệt đối không được chủ quan, hạn chế ra ngoài đường ít nhất là đến sáng mai để đảm bảo an toàn tính mạng. Đài truyền hình Việt Nam chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về diễn biến của cơn bão và công tác ứng phó của các địa phương, đơn vị trong các bản tin đặc biệt về bão số 3 tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.